mẫu xe mà được khá nhiều anh chị em quan tâm trong thời hiện tại thì không thể bỏ lỡ ngay siêu phẩm và dòng xe AB125 và dòng xe Honda Vision ha. À, liên hệ trước cho Lý thì được hỗ trợ ngay 2 triệu đồng trên xe đi lại, kèm thêm một combo và tặng trị giá 3 triệu đồng cho em. Có đặt cuộc liên hệ trước cho em Lý có số điện thoại hoặc là Zalo 0346552628 nha. À, liên hệ trước được hỗ trợ giảm ngay 2 triệu đồng xe lại cho cả nhà. Thì review cho mọi người đầu tiên là về mẫu AB trước đi. AB đây thì Lý có lên cho mọi người về hai màu sắc là sơn 3D nha, là màu trắng bóng và màu tím xám đen. Mức giá hiện tại đang hỗ trợ cho cả nhà là chỉ có 40.900 với màu zin là gồm có 3 màu là đỏ bóng này, xanh bóng và màu đen nhám, hay là 3 màu zin. Còn màu sơn thì có mức giá cho mọi người là thêm 2 triệu là 42.900 nha. Trả trước cho Lý chỉ cần duy nhất là 4 triệu thôi là sở hữu xe rồi. Có hỗ trợ là sơn độ màu theo của khách hàng luôn nha. Chị em thấy không? Màu sắc cũng như phiên bản rất là đẹp luôn, có hỗ trợ là sơn độ màu theo cầu mọi người luôn ha. Là tem và tem màu cam này, ví dụ như là anh chị em mà thích màu trắng này đẹp đúng không, nhưng mà muốn sơn theo kiểu trắng trơn, trắng tem đen thì Lý vẫn có hỗ trợ là sơn theo cầu khách hàng luôn ha. Thì mọi người cứ inbox trực tiếp qua Zalo cho Lý để biết thêm chi tiết nha. Mức giá chỉ có từ 40.900 đến 42.900 thôi, liên hệ trước cũng được giảm ngay 2 triệu ha. Thế tới là về một vài màu sắc này. Đây là có màu Vision thì có phiên bản màu xám đen này, zin. Đây có màu đỏ, trắng đỏ này, màu trắng xanh này, ngoài kia thì có hai màu là màu tím xám đen và màu xanh xi măng ha. Mức giá hiện tại đang hỗ trợ cho cả nhà chỉ có 31.900 đối với phiên bản chiều quá thường và 33.900 đối với phiên bản khóa sơn mắc khay ha. Trả trước chỉ cần duy nhất là 4 triệu đồng là sở hữu xe, liên hệ trước cũng được giảm ngay từ 1 đến 2 triệu đồng xe lại ha. Bên lý ngoài những màu này ra mà anh chị em muốn sơn độ màu bất cứ màu nào khác thì mới có hỗ trợ sơn độ lên này. Ngoài ra có hỗ trợ là ship xe toàn quốc của những khách hàng mua xe tiền mặt hoặc là mua trả góp thì cũng có hỗ trợ là ship về tận nhà luôn. Anh chị em ví dụ đến đi xe đò tới có thể tới ngay cũng chào khu du lịch Đại Nam này, hoặc là ngã tư Hở Sao, hoặc là ngay chợ Nhật Huy, có thể alo ngay cho em Luyến để Luyến hỗ trợ đón mọi người ha. Con số hotline là 0346 552 628 nha. Cảm ơn mọi người.